Bạn muốn chơi game gì? Tôi thì cũng chưa biết chơi game gì thôi, hay mình lựa đi. Ok. Tìm tìm xem có game nào hay thì hai mình chơi mà. Nhìn đây thì thấy nhiều game hay rồi đấy. Không biết là game nào Đúng là hay rồi, nhất nghĩa thôi. từ giờ TA thì giờ có hai thằng chơi gì. Đúng Nhưng rồi. mà online thì phải đông xíu đi. Đúng Mà đúng. offline thì chơi nên chứ đâu chơi chung chi mất công. Đúng Ok. đúng. Sign up the forget cũng hai người chơi thì nó cũng không không ổn lắm này. Phải chơi dùng nhiều chứ cho hai người sợ lắm. Đúng. Còn cái My Cream Setup này là gì đây? Ui. Ui nhìn cute nhờ. Nhìn nhìn đẹp ấy. Bạn bấm mấy cái nhỏ dưới cho nhìn rõ xem nào. Đâu, nhìn đẹp thật đấy. Kéo lại từ đầu xem nào. Ủa cái nào mới là cái đầu Thôi á mình bấm đại đi. nhỉ? Wow. Ui, nhìn Nhìn như cái phòng phòng xe này chim của tôi luôn quay đấy chứ. bạn bạn thiếu Trời từ đúng không, bạn thiếu từ đúng không, ơi. nhìn phòng sửa chim của tôi trong tương lai Trong mơ, trong mơ ở vâng trong ạ. mơ. À. Ui, nhưng mà nhìn cái phòng stream này kiểu đúng kiểu kiểu tôi thích đấy. Bạn biết là tôi hay để ý cái gọi là chủ đề là Pikachu hay T-Set đồ này. Nhìn màu vàng rồi thấy cái T-Set Bạn thích màu tranh kế vàng bên đúng nhìn thấy đẹp anh. Đúng rồi, rất là không? Ồ, vàng tính cất nha. ra là bạn tôi sinh năm 2000 cũng thích cái màu vàng lắm. Nó bảo là hình như là màu vàng hợp với lại mệnh của mình hay sao ấy. Bảo nó Rồi, là anh mình năm 2000 của mình hay sao ấy. 2000 của mình là mệnh kim bạn ạ. À. Canh thần nhé. Thầy tôi mẹ đồ tôi toàn màu đen, đéo một bộ đồ màu khác à, có một tí màu trắng nữa. Buồn. Đồ của tôi thì cũng đen không à bạn ạ. Ừ, Chỉ có bạn đôi giống giày là có tôi. màu vàng đen ấy. Nhưng mà kiểu đúng tông mà tôi thích này. Đúng rồi. Nữa tôi sẽ làm được một cái phòng giống tựa tựa như này là hợp lý này. Nhưng mà Ui. sao cái PC nữa lại màu hồng nhỉ? Ôi kìa, hình như mình bị nhầm cái gì đó rồi, sao lại màu hồng nhỉ? Nó cứ lạc lạc thế đéo nào ấy. Đúng rồi. Từ, nhưng mà nếu mà phòng như này thì cửa ra vào sẽ là ở đâu ta? Ở Tôi phía nghĩ cái là tủ nhỏ cửa đây sẽ nhỏ ấy nằm đúng đây. không? Nằm đấy Đây à? nó nằm tới là tôi nghĩ là ở đây cơ. Nếu mà làm đấy thì không được, tại vì nếu mà mình livestream mình quay thẳng một cái cửa ra vào thì cũng không đẹp lắm. Mà nếu mình Nhưng quay một mà tường thì có setup nó sẽ đẹp hơn. là ý là cách đó là khi mình làm mình sẽ như làm như vậy hay là cái phòng này nó đang định hướng là như vậy? À nếu mà mình mà trong mơ của mình mà có mơ ra căn phòng thì mình sẽ set up cái cửa ra vào ở chỗ đấy Hợp lý bạn ạ. bạn. À. Chứ nếu mà tôi nghĩ là cái phòng hiện tại nó sẽ nằm ở đây bạn ạ, à, cái cửa ấy. Chứ nằm ở đây nó sợ nó bị cứng ấy. Tại sao mình lại bàn là cái cửa trong khi người ta không thiết kế cửa Chắc người ta là ngoài hành tinh bạn ạ, người ta bay từ trên trời rơi nhỉ? xuống. Thôi bây giờ mình qua thành tiếp theo đi này, đỡ mới suy nghĩ này. Alo. Ủa? Hello, Tiến. Hello Tiên. Mới Xong cơm. chưa nhỉ? Edit xong chưa nhỉ? Không nhân Tiến thôi. Trời ơi, mới ăn cơm không à? Chưa Ngon edit đâu. ngon. Ủa? Thôi, Đấy, đi nhanh thật mà. mà. Đấy, màn hình. Ôi, bạn nhìn thấy phòng stream của Debug như thế nào nhỉ? Đâu. Quá đỉnh luôn Đèo rồi. luôn. Stream trong trong mơ bạn ạ. Không thực hiện được mà. Ôi giời ơi. Ôi nhưng mà sao cái quả này lại nó lại có PS đây nhỉ? PlayStation đây nhỉ? Listen đó hơi lỗ đấy. Vừa có PlayStation mà lại vừa có cái PC. PC ba Mà quạt chỉ nha, lại ba có một màn hình thôi. một thanh ba quạt với một thanh nguồn, hai thanh đấy. Đâu? Đây, đây là hai quạt thôi. Giờ cái này là con cạc màn hình mấy bố ơi. Ừ, Chứ ý là này. ba cái quạt đó là của cả màn hình. Đúng. Ba cái cạc, đó là ba cái quạt giữa là cạc màn hình này. Con gì Nhưng mà đây? sao Con lại này một là con gì đây? hả? Tiếp đây, tiếp đây, tiếp hình ảnh Tiếp coi. đi ha. Ui, Đây, nhìn như phòng quá, của tôi đây rồi. nhìn như quán nét ấy. Phòng tôi nhỏ Nhưng mà gọn thôi. mấy phòng sợi chim ở quán nét nó giống gì vải biểu ấy, nhỏ xíu à. Tiếp 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 thử, tiếp thử, tiếp thử. Từ mình tính mình đang phải xăm soi phòng sẽ chim này, mình đánh giá về nó là nó có sai ở đâu, có cấn ở đâu không, hay nó có đẹp ở Cần đâu lắm. không. Cần Theo lắm, theo cần tôi lắm. nghĩ là cái phòng thử chim này dành cho một người chơi âm nhạc, rồi có cái mút cách âm này, có thêm cái cây guitar bass, guitar điện ở đây nữa. Đây là phòng dream tập sự và tập sinh, thực tập sinh. Ơi mẹ, mình Tôi cũng được một phòng stream từ sân như này lắm ấy chứ. Nhìn cũng nghĩ bánh cuốn ấy. nhìn nhìn cái bàn với cái ghế là biết thực tập sinh rồi. Quả ghế đấy mà theo giường, kiểu cái giường nhỏ bé bé để kiểu như mình stream xong mình nghỉ trưa, hoặc là
Mình nằm nghỉ ở đây là hợp lý nhỉ? Đúng không? Sao mọi người cứ suy nghĩ này là phòng stream ấy nhỉ? đâu có mặc định đâu. Thì đó phải có thấy web. Nè, thiếu webcam, thiếu micro này là không phải phòng stream rồi này. Còn mày chắc là cho người chia nhà. Đúng rồi. Đúng. Tiếp đi Thắng, tiếp đi Thắng. Ok, tiếp nha. Cái phòng đéo này có PlayStation nhỉ? Ơi, phòng này phòng là cũng yêu tôi rồi. Ai à. Cũng mon hay sao á này. Đúng rồi. Rồi là có cánh cửa rồi nè. Phòng này là dành cho một họa sĩ rồi. À? Ừ, artist. Mà tính ra là nãy giờ mới có một phòng, một duy nhất là có cánh cửa thôi đấy. Đúng rồi. Cánh cửa này đã hợp lý không ta? Nãy giờ được phòng là phòng thứ 3. Tính ra là đúng rồi, phòng thứ 3 là từ lúc tiến vô là tới giờ mới bấm nét thôi đấy. À, thấy à? Thấy được. Tiếp. Okay. Từ để xem có đánh giá không? Tôi nghĩ là cái này là tôi nghĩ là đây là một chung cư, một cái phòng ở bên chung cư. Tại vì bạn nhìn thấy cái những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ. Đúng. Tôi nghĩ là maybe là có thể vậy, cũng có thể là nhà của bạn cao mà sao? Hoặc là một cái phòng. Cũng có thể. À, có nghĩa là cái phòng này chủ yếu là để bạn làm việc và giải trí thôi chứ làm gì có giường ngủ đâu, thấy chưa? Đúng rồi. Phòng của bạn đâu? Ok nha. Tiếp này. Ui, chiến này. Đây là chuẩn này. Đây mới là chuẩn này. Đây mới chiến này. Nhưng mà màn hơi bé. Màn hơi bé với lại bị thiếu màn nữa, không có camera nữa. Nhưng mà cái này chắc là dành cho một người doanh nhân rồi. Hoặc là chỗ người ta có tiền, người ta có cả tivi này. Có một nơi chơi PlayStation luôn kìa. Kế bên có cái màn hình chơi PlayStation luôn kìa. Sao đủ thằng laptop lại có cái mic với lại có cả tai nghe không dây nhờ? Thì chắc là tại vì PC người ta có rồi mà người ta cất đâu rồi ta. Trên cái bàn là có cái cục gì trắng trắng ấy. Giống điện thoại hay là cái gì nhỉ? Cái đó là cái iMao hay sao ấy. Magic Mao. Có Magic cả Mao á. Ừ, là cái bàn phím kiểu dạng của thằng gì nhờ? Thằng Apple ấy. À, rồi tôi nhớ rồi. Thằng nào thấy bé. À mà lộn. Magic Keyboard. Magic Mao là con chuột mà. À. Bàn phím nhá. Nhưng mà nếu mà theo góc độ của một designer thì Kate có nhìn thấy là cái phòng này có hơi nhiều màu lộn xộn nhau không? Đúng, nếu như mà theo một designer thì cái phần trang trí màu vàng vàng thế mà có thêm cái chấm chấm ở đằng sau cái màn hình ấy. Ở chỗ cái PC ấy thì chỗ đấy nó hơi bị hơi không hợp lý một chút. Nói chung là phòng này nó thiên về tông nóng nhá. Nhìn nó cũng không có được mát mẻ cho lắm. Đúng rồi. Mà thật ra cái bức tường này nè, không biết là do chủ nhà trang trí lên hay là do cái tường nó như thế thì không biết. Có khi bức tường mới đấy người ta thiết kế như vậy xong người ta không có sơn lên á. Người ta vẫn để im để co. Đúng rồi, đặc biệt là sơn tới đây là hết nước sơn con mẹ nó rồi. Hợp lý đấy. Bên đây thấy rồi, nói chung không sơn nhìn cũng được nên là để luôn. Thôi là tiếp theo nhé. Từ mình tính cái này vẫn còn cái để bàn luận này. Theo như tôi cách nghĩ thôi là cái phần ghế ngồi á, phần ghế mà có ba cái ghế ngồi màu đỏ ấy. Ừ đó, cái ghế đấy ngồi hơi bị đau lưng đấy. Vì phần bình thường nó phải bành phần trên ra nhưng mà đây nó lại nhọn ở phần trên, lúc mình ngồi nó mới bị cấn. Đây còn một phần nữa đảm bảo nó sai cực kỳ sai luôn. Đất có cái cửa sổ nào mà ngay cái góc như vậy hết á. Không, lên nữa. Đây á. Ừ. Má cái cửa sổ nó nhìn. Ừ, nhìn đấy. Sai thật. Hãy có nhận sai thật. Ừ, thay vì cái kệ nó vô cái góc đó rồi cái cửa sổ kế bên cái kệ đó thì thấy có vẻ hợp lý đúng không? Đúng. Mà để có cái lục giác nó nằm kế bên cửa sổ nữa. Má nhìn nó rườm rà nhờ. Đúng. Ui, nhưng mà mọi người có thấy cái PlayStation nào mà ba cái tay cầm không? Một, hai, ba. Không, như giả người ta mua thêm. Ừ, cái là dự phòng thôi. Đây là cái kính VR đúng không? Như vậy. Phóng to, đéo được. Ơi, chết quỷ mẹ rồi. Đây. Không được rồi, phóng không được thì thôi chứ sao. Ôi, tôi nghĩ đây thêm là một cái tay cầm nữa ấy. Ê, thật ra thì tôi nghĩ là để bút pha nãy bảo quả sơn tường hợp lý đấy. Nhiều khi người ta sơn hết tường rồi xong rồi đến đoạn kia là người ta không còn sơn nữa, xong người ta phải đục lỗ ra người ta tạo cửa sổ ở đấy.
Mẹ quả ác chứ. Vãi thiệt sự hợp chích lý. Và, chích và. Chích và nha. Này là tôi sẽ để cái tiêu đề topic đó là những nhà cái gì ta? Kỹ sư phẩm đánh giá những cái thứ đó kiểu thế. Đúng rồi. Có cái đèn màu vàng vàng kia này, cái đèn đó đúng không nhỉ? Đúng rồi, cái này chỉ là cái ngoài, nhưng mà nó là cái loa luôn thì mệt nhá. Đúng rồi. Nhưng mà quả đấy thiết kế cũng sai nốt, quả đấy mà dễ đổ lắm. Nếu mà là loa thì rất là dễ đổ. Ừ. Chỉ cần kiểu có cái bát thì nó mạnh một chút, nó giật một phát thôi là đổ liền. Rồi, được rồi, tiếp đi. Phòng đúng rồi, phẩm tiếp giá. Có cái okay. Máy chơi game màu đỏ ở trên gần chỗ bức cái giường nữa kìa. Phòng này okay. Tôi đánh giá là 6 trên 10 nhá, 6 trên 10 thôi. Còn để bớt thì sao? Thì giá phòng này tôi nghĩ là tôi chỉ cho 5 thôi. Ok. Thế từ mọi người trừ vì lý do gì nè? Đầu tiên là để Tiến đi. Tiến là người đến trước thì Tiến trước đi. Hai điểm nhá, hai điểm là về phần bố cục đi. Thật sự cái bố cục này nhìn nó không có hợp lý luôn. Cái bức tường ấy, khung cửa sổ cứ cái là ánh sáng lấy vào nó không có hợp lý không ạ? Đấy, thay vì cái ánh sáng của cái khung ngay đầu giường á thì ok đi. Nhưng mà cái góc cái ánh sáng của ngay cái tủ á thì tôi nghĩ là nó dời ra ngay khúc chỗ giữa, ngay khúc gọi là tivi đấy. Ngay đoạn cái tivi này. Xong rồi đẩy cái bàn nó xích vào tí nữa, đẩy cái kệ xích vô luôn. Thì nó có vẻ là ánh sáng nó sẽ chia đều ra. Còn đằng này nó chỉ có một góc cạnh duy nhất đó chính là ánh sáng ở chỗ cái tủ thôi à. Rồi ngay khúc tivi với lại bàn máy tính nó bị tối đi không à. Đúng đó. Đúng. Rồi còn cái màu thì tôi lệch mẹ rồi, trừ một điểm. Rồi, tôi nãy tôi đánh giá 6 đúng không? Rồi còn một điểm nữa đúng không? Cái gì ta? Cái PC để bàn thì lại đít có webcam tai nghe hay gì hết, còn dưới laptop má đồ xịn thật sự. Đồ xịn vãi lên luôn. Có cái micro hơi bị đỉnh nhá. Tổng cộng là Tiến cho cái này là được 6 điểm đúng không? Điểm tại vì có PC ngon này, có cái giường này, có cả tivi này, này Netflix chill 10 phút là hết đồ. Ok, thế là đến lượt của D-Book nhỉ. D-Book nha. Này nha, tôi nói nha. Cái điểm cộng đầu tiên của cái nói chung là cái phòng này là được đầy đủ thiết bị. Ngoài ra là với góc độ một designer là thì nói chung là màu của nó phối không hợp lý này, bị rối mắt này, với lại quá nhiều màu. Thì nếu mà là tôi nhá, một cái bức tranh gọi là phối màu sai và nó gọi là nhiều màu quá thì nó sẽ bị rối mắt ấy. Là đối với tôi là nó nên dục ra chuồng gà luôn, đáng lẽ tôi cho không điểm mà. Nhưng mà vì lý do là nó đầy đủ thiết bị, nhìn nó xịn thôi, tôi bù dớt lại cho nó 5 điểm nhé. Với lại thiết bị để sắp xếp không gọi là logic, thêm một cái quả gọi là cái magic keyboard này nè, nhìn nó bị lệch lệch thế đéo nào, nhìn ngứa mắt vậy cứt thề. Để cũng đéo để thẳng nữa. Đấy, của tôi hết rồi đấy. Ok. Đấy là cát nhé. Đấy là cát thì đầu tiên thì mọi người cũng đã nói ở trên rồi. Về phần bố cục là nó không hợp lý, cắt trừ hẳn nó 4 điểm rồi, cho nó mạnh. Còn một điểm nữa chắc trừ thêm là về cái phần nữa là không hợp lý, à có gọi là phi logic. Hai thứ phi logic ở đây cắt cảm nhận được là cái cửa sổ và cái loa thì đấy mọi người, nếu không biết đấy, cái loa cái đèn nữa, nếu cái đèn mà để như thế thì cũng không ổn, tại vì nó rất dễ đổ. Hay là loa thì cũng thế cả. Nói cửa sổ đó, cửa sổ đéo thì đéo có rèm, đéo có gì cả. Mẹ kiểu để cái cửa sổ cho có ấy. Để cho dễ ám sát không à? Đúng rồi. Đấy, cát trừ thêm một điểm nữa là còn 5 điểm. Bảo có debut. Đây nha. Bây giờ tôi trừ thêm một điểm nữa. Ví dụ là bạn là một người gọi là bấm máy tính laptop đi. Bấm laptop ngồi trên cái ghế này đi. Đúng. Bạn sẽ không bấm được với cái kê gì được đúng không? Đúng rồi, ghế có cao. Này chắc kiểu thì tay gọi là gì ta? Cà phê bệt Việt Nam rồi. Đúng rồi, nhưng mà ngồi cái này là bị gù lưng luôn đấy. Đúng rồi. Ngồi bấm máy tính này. Cái bàn này cao hơn nữa là đẹp nhỉ. Hoặc là bàn cao hơn hoặc là ghế thấp xuống. Tôi thấy con game này được ấy. Nếu mà tất cả mọi người trên 5 người, 6, 7 người, 8 người ấy, người ta vô chơi không? Xong người ta thiết kế, xong anh em mình đánh phẩm giá không ạ? Được. Đúng rồi đó. Được
Đúng đấy, đúng đấy. Cũng có thể anh em mình thiết kế với nhau rồi so, kiểu như là mình sẽ tự đánh giá những cái bức tranh khác, chấm điểm đấy rồi tổng lại. Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Ôi, ai thêm một không cái chấm nữa điểm. Là quả này nếu như mà cái giường mà nằm đối diện cái tivi thì đẹp hơn ấy, thật. Kiểu mình có đúng, thể đúng. Vừa lên Netflix and chill được. Đúng rồi. Netflix and chill và hết đồ. Rồi, tiếp theo nhá. Okay, cái hình nhá. Này mà quá trời quá đất rồi. Phòng này ôi, chắc phòng là phòng này, khách phòng này. Rồi. Phòng này chắc là phòng giải trí, phòng khách rồi. Mình đánh anh giá là... luôn đi. Mới mới đầu vô là khách thấy thấy có một sự là đập vào mắt cát là thấy không ổn rồi nè. À, cái điều hòa. Mẹ điều hòa để đấy thì mẹ chiếu được đi được mấy nơi vậy. Đập con mẹ nó mua cái tủ phía trước rồi. Ok ok. Cát ơi tôi xin cái. Ok. Theo cái chuyên môn của tôi nhá. Tôi là chuyên môn là về điện lạnh không ạ? Đấy. Thì cái điều hòa đấy đúng là nó sai thật. Mặc dù cái chức năng làm việc của nó vẫn ok đi, nhưng mà theo cái thẩm mỹ ấy, thật mẹ âm điểm mẹ rồi. Âm mẹ điểm luôn thật. À, nếu hiểu sao à, lắp ở đó. Chắc là kiểu như người ta hết chỗ, người ta phải lắp ở đấy. Không, vẫn còn không. Thay vì người ta bỏ mẹ cái cửa sổ ấy, người ta chèn bố cái máy lạnh ở giữa là được rồi. Đúng rồi. Chỉ cần đúng rồi. Ổ bự ở dưới thôi là được rồi. Đúng đúng. Hoặc là nhiều khi mình chỉ cần để cái máy lạnh ở giữa đúng không? Nhưng mà cửa sổ hai bên cũng được nữa. Đéo hiểu luôn. Rồi, còn cái điểm mất logic ở đây nữa nào? Cái bức tranh kế bên cái đèn không à? Di cũng chụp quá. Di gần vô. À, như không được. Không đi được. Tôi đéo hiểu luôn. Bức tranh thề nghệ thuật kiểu này thì với lại có thấy cái quả bàn không? Tự quả nhiên bà. nguyên một cái tổng thể của cái căn phòng màu rất là trầm ấm, màu rất là mềm mại. Lọt vô quả bàn màu xanh dương đéo dính cái gì trong này luôn ấy. Đúng. Chứ cả quả bàn nó còn bị thấp, hai quả ghế bên cạnh cao mấy cứt thôi. Bàn thấp. Thề luôn. Nó bị lạc quẻ với liền ấy. Thí dụ như cái này đi, nó màu vàng, cái đồng hồ này màu vàng đúng không? Đúng rồi. Thì phải đồng hồ không nhỉ? Đúng rồi, hình như đồng hồ. Nói chung đấy. Là cái gì đấy. Ừ. Nói chung nó nhiều khi nó cũng tông sạc tông với là cái gối đi. Hay là nó nói chung nó cũng màu vàng, so với cái màu này thì nó hơi gọi là sáng hơn xíu. Cũng tới nỗi nào. Ngà thôi. Ừ, lạc vô cái màu xanh này với cái màu bức tranh màu xanh lá cây này nhìn nó cứ quế quế chỗ đéo gì. Đúng rồi. Không, mẹ tôi một cây nhất là cái máy lạnh với là cái bức tranh với cái đèn nó treo. Mẹ, đéo luôn rồi. Nhìn khó chịu thật sự. Là bây giờ bức tranh này mọi người chấm nó bao nhiêu điểm? Mẹ, âm điểm hết. Vậy thôi, vậy là khỏi cần trao khỏi bằng bằng hỏi, hỏi bức tranh này nhá. Ok nhá, qua luôn nè. Ui. Phòng mà nhìn cũng chết này. Phòng này làm việc không nghỉ ngơi cũng được này. Cũng ok này. Phòng này là một nhí tôi cho 100 điểm hơn luôn. Phòng này là chắc này. Tôi cũng được nữa. Phòng này phòng stream chắc rồi này. Đúng rồi. Phòng này chắc là cho livestream kiểu TikTok hay là cái gì đó à. Tại vì bình thường game người ta sẽ có nhiều màn hình hơn là cái này. Stream dạng tích trên Twitch đồ với lại YouTube đồ đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải stream game, tôi nghĩ cái này không phải stream game. Mà cái kiểu cái màu sắc bạn ấy thiết kế là cũng giống là phòng game thật ấy. Nhìn giống Cyberpunk rồi cái thứ đấy. Ôi nhưng mà mấy cái con này đây lại làm gì vậy? Trưng bày không? Trưng bày tạo điểm trưng bày đó. Đúng rồi. Ô trưng bày đấy. Nhìn nó không được gần lắm nên là tôi không nhìn thấy là cái hình nó là cái hình gì ấy. Có một cái thằng nhóc với lại một hình máy bay. Này, để tôi chấm điểm nha. Cái cửa sổ á, thì nói chung là nó cũng hợp lý rồi. Tại vì nó, anh này nó dùng cái cách cửa sổ dạng 3D không à. Nó liền mạch với nhau luôn. Nếu như mà làm liền mạch nữa thì là đẹp hơn đấy. Nói chung thì căn phòng này cũng không quá nhiều điểm để chê. Nhìn là thấy phối màu khá là ổn này. Đúng rồi. Đẹp. Nhưng mà có một cái phi logic nữa đây. Mọi người nhìn thấy con Rubik kia không? Con mẹ là tôi chơi Rubik kia và tôi thấy là sắp xếp sai mẹ rồi đấy. Quả đấy chắc người ta phá ra đi lên gấp lại đấy. Người ta đang chơi dở luôn à. Người ta bận chuyện. Có phải nó bị sai logic luôn đó bạn. Tại vì bình thường là nếu như mà cái màu trên nó như thế thì không thể nào màu trắng đi cùng với màu xanh ấy được.
Vãi liền, ông cũng nhận công nhận ông soi đỉnh thật đấy. Thì có bao nhiêu chi tiết đâu mọi người, ít mà. Không, tôi không nhìn ra luôn đấy. Rồi, phòng này ok rồi, quá bởi phòng okay này. Rồi. Phòng này ổn áp lắm. Đánh giá cao nhất là top 1 nhá. Hiện tại phòng là này top là 9 1. Điểm ấy. Đúng đúng. Phòng này 9 điểm luôn á. Theo có phòng nào 10 điểm không? Ok, tiếp theo nhá. Ôi cái này là quá thật tai nghe. Ui. Ui. Phòng này cũng ngon nghẻ đấy chứ. Ừ, nhìn nhìn cũng chill á, nhìn nó kiểu thằng này đúng đã là tối này. Ừ, đã tối là kiểu tối hết cho nó mọi thứ nó hợp lý này. Khoan nhá. Không, phòng này cái này là cái mic hay là cái đèn đây? Cái mic. Ok. Ôi phòng này mới đúng là phòng livestream nè. Đúng rồi, bây giờ có mic kìa, setup là nhưng mà camera đâu ấy nhỉ? Không có. Mua ông mà. Nhưng mà ông nhìn đi, nếu mà có set thêm cái cam ấy thì đằng sau nó còn có cả background nữa không à? Để ý không? Cái này là Dũng CT đời đầu. Đúng đúng rồi. Anh Dũng CT đời đầu không có cam. Không, nhưng mà nhìn cái background nhìn đằng sau cũng ok nhờ. Nếu mà lên cam là có background đằng sau luôn à. Được đấy. Được đấy. Bố trí được đấy. Người này chắc là bên mảng gọi là chuyên về terrarium rồi này. Đúng thích rồi. Dạng là thủy sinh với lại mini tiểu cảnh đồ cái thứ này. Đẹp á. Đẹp đấy. Rồi đẹp ok. Phòng này. Nhưng rồi, mà cắt stream. Góp ý thêm cái mẹ cái ván trượt để đấy là mẹ dễ bị té sấp bàn lìn lắm này. Thè. Để đây qua mở tủ phát là dẫm vô là té sấp bàn luôn. Nhiều khi gặp tôi nhá. Tôi để cái ván trượt này ở dưới chỗ kia để tôi lót chân, gác chân. Đúng rồi. Đỡ phải trượt té. Còn gặp tôi á là tôi sẽ làm cái đồ gọi là treo móc này ngoài. À để treo lên luôn. Đúng rồi. Tại vì cái mặt sau của ván trượt nó rất là nhiều chi tiết đẹp. Nó là một cái artistic rất là ngầu luôn. Nên là thường đa số là sẽ treo luôn. Nhưng mà có cái sấm sét màu xanh này anh thấy ưng rồi đấy. Ờ kìa. Phòng này chắc không có gì để bàn tán nhưng mà đúng. Cao hơn, vẫn cao hơn phòng kia nếu mà ok 9 điểm rưỡi. Tại vì bố cục với lại setup đồ các thứ nó đều vãi liền thề. Nhưng mà cảm giác như bạn này ít đọc sách mẹ sắm cái kệ sách nhưng mà ít sách quá đều có đúng một một ô. Ít sách. Chơi phong thủy, chơi cây thủy sinh đâu mà, chơi terrarium rồi. Mà nếu mà cây cự thiệt thì chăm sóc cũng khổ đấy. Thôi. Không không không, có điểm trừ, có điểm trừ, có rồi. Điểm trừ chắc luôn. Có điểm trừ. Đây, ông di cái cây, nhìn cái di con chuột qua chỗ màn hình đi. Ừ, chỉ lên cái cây cho tôi cái. Đó, đó. Hai cái chậu. Má thề tưới cây ướt mẹ hư PC rồi xong dục luôn. Ừ, này để giả rồi được mà. Nhưng mà không, để cây thật là sấp mặt. Ừ, nếu mà người ta chơi cây thật thì đương nhiên là sẽ dùng cây thật rồi. Này là theo dạng trường phái cây cảnh mà. Ừ, nhưng mình có thể đem xuống mình tưới mà. Nhưng mà nước nó ẩm với lại bụi á, bụi đất á nó cứ bay á không? Bụi trong đất ấy. Cái mấy cái đất á. Nói chung thì cái này là gọi là mình gọi là quan tâm tới cái chuyện setup đẹp hay không thôi, còn cái chuyện nó tưới cây là chuyện của nó. Yeah. Ôi, đúng sao không? Phòng này đúng phòng kia cũng có Rubik á, mẹ quá. Nhưng mà Rubik này ok hơn. Biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi. Phòng này thì chắc là cũng phải ngang ngửa với phòng kia đấy. Cũng phải 9 trên 10 đấy. Nhiều khi 9.5 luôn á. Ừ. Yeah. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo đây, tiếp theo đây. Phòng này nhìn sáng sủa nha. Phòng này là tôi nghĩ là không còn gì để chơi luôn đâu mà. Hợp lý này. Phòng này đúng nghĩa là dành cho cả ai ta, producer hoặc là kiểu nghệ sĩ ấy. Không không, không phải. Nếu mà nghệ sĩ thì thiếu mẻ bàn DJ với lại bàn tạo nhạc rồi. Mà này đéo gì vậy? Phòng này nhìn vậy chứ đơn giản lắm. Lúc mà mới đập vô thì nhìn nó kiểu nó nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì nhìn nó cũng đơn giản lắm. Không có gì gọi là nhiều cả. Nó tối giản, nó gọn. Nếu mà nhìn gọn, nói chung là để cho một người giải trí thông thường. Cứ nhìn chắc cho người dùng thông thường đấy. Không phải thông thường của chúng ta không nên chấm điểm làm gì. Tùy mỗi người thôi. Chúng ta đánh giá phòng stream không ạ? Nhưng phòng này cũng đẹp, nói chung là cũng là gọi là ok. Ok la luôn. Ok ok. Ok thôi, qua phòng này nhá. Ok, qua đi. Ui, nhìn kiểu không gian vậy. Cứ
Nhìn mê cung vậy cứ. Ui. Phòng này đúng kiểu dành cho editor video hoặc là coder luôn đấy. Ủa? Hoặc là photographer ông à. Khoan, phòng coder nào cũng gì vậy? Không, ý tôi đang nói gì thôi, nhưng mà khả năng cao là editor hoặc là photographer. Tại vì cái điểm mạnh đầu tiên đó là tôi thấy đó chính là có quả máy ảnh cực kỳ xịn sò ngay cửa sổ. Đúng 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 đúng. Kìa, di chuột vào cho khán giả xem không? Ấy, quả máy Ai? ảnh. Hợp lý, hợp lý. Rồi, Cát với Thắng có điểm gì để chấm không? Tôi thấy quế quế cái ghế rồi. Nhìn có ghế này. Ghế đó là ghế khách mời. Này, nếu mà bình thường ví dụ để thêm cái sofa đây nhìn hơi chật nhỉ, đúng không? Cái này hơi nhỏ thì không nên để cái ghế ở đây nhỉ. Đúng, cái ghế đấy hơi hợp lý, không bất hợp lý phát này. À nhầm, bất hợp lý lắm này. Hơi quê quê sao? Quê quê sao? Đúng rồi, bất hợp lý chỗ này này, mỗi cái ghế đấy. Để cái ghế đấy bị lạc loài với lại mọi thứ quá. Cái này là cái đéo gì đây? Cái này Tấm chắc hả? là khăn Một khăn tấm gì thảm đó. mà. Đúng À kiểu thảm, như là đúng rồi, để đúng lót thảm. ngồi dưới đất ấy. Đúng đúng đúng, lót dưới cái Hoặc ghế. không mà lót trên ghế, lót trên ghế ngồi cũng được này. Nhưng mà sao để trên này nhờ, để dưới này không được sao? Hay để trong tủ đi. Rõ ràng. Đúng 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 đúng, Nhìn để ngoài rõ ràng mất thẩm mỹ không? nhưng mà quả PC hơi yếu nha, À, sao yếu? quả quả thùng PC hơi yếu không à. Đó, Cũng ông thấy màn kẹt hình nó ba chạy fan đây. không? Ừ, màn À, hình nó chạy bị mà đơ đúng mà không? nó yếu quá, cái ba pha nó không có đèn luôn, thề đéo hiểu. Màn ultra wide à. Ra này hơi, nó gọi là dày quá. Bố Này là cùng là bên bao editor nhiêu nè? rồi, này là của editor rồi. Ừ, cái này gọi là xem hết được cái keyframe luôn mà. Nguyên keyframe dài xem vừa là hết luôn. Này chơi Chắc liên minh phải gọi là hát map luôn. ai chọn lẽ luôn. Nét Ngoài vô này phòng không đâu. được. Ok là có con máy ảnh Sony Alpha ILCL mới ra. Là ngon rồi. Định đấy cát à mà. Ông soi được tới cỡ đó nữa cũng hơi đỉnh đấy. Đâu nó đại chứ bạn. Không mẹ, có khi nào mẹ khán giả nghe được ơ lộn, nhà phát hành NBC nghe được cái thẩm định của ông xong rồi nó dạng như là xác nhận ba. Ừ đúng rồi đó anh à, đấy kiểu thế, má xong. Không Nhưng sao mà đi mua. phòng này Nói mọi thứ nói chung là mất ổn vì hai cái thảm với lại cái ghế đúng không? Giờ thiếu một thứ nữa là hơi bị thiếu đèn nhá, thiếu ánh sáng nhá. đây chỉ Hello có mỗi gì? cái cây đèn này nhỏ thôi. Còn Đúng thiếu bất rồi. hợp lý nữa. Đây, cái bất hợp lý mà tôi đảm bảo mấy ông thế nào cũng biết luôn là cái loa ông à. Cái loa không thể nào setup kiểu đó được. Đúng rồi. Con mẹ để lên đó nó mất bị chỗ đó người ta đang hút không khí vào mà. Đúng rồi. Mẹ nó. Để kế bên cái Ừ. PC cũng được mà. Cho cái Để play. bị Đúng rồi, mà cho cái play tension ở tủ chỗ này. khác cũng được. Đúng. Quay Thôi. video đây coi đánh giá phòng setup này. Ngày chỉ có 8 điểm hoặc 7 rưỡi thôi. Đúng đúng. Tôi cho 7 điểm luôn. Sao để mỗi càng càng trừ ấy nhở. Mà nãy giờ tôi có chấm điểm đâu. Khó Này. Nãy giờ ba cái trừ 3 điểm còn gì nữa. khăn quả này tôi cũng cho 7 rưỡi. Ừ, Ủa đấy. Hôm là nay coi phòng, rồi mà. ừ phòng này phòng đầu rồi, hết gọi rồi, là hết chưa, bấm hết mở được. xem nào. Này. Này rồi này. Đây Ờ rồi. hết rồi, Đây hết rồi, rồi. vậy lát Đây rồi. hai cái kia chắc là video rồi. Từ từ coi khúc Phòng nào này đây, lấy gọi cho ta chưa này? lên cái nữa, lên cái nữa. À không. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đây Giờ bắt đầu từ cái phòng này đây này. bắt đầu từ phòng này. Custom Đấy. water. Ủa, hôm nay kiểu màu sắc này cá thích này, nhưng mà còn về thiết bị thì hơi thiếu một chút đúng không? Nhìn nó kiểu upright. Black and white. Ừ, phòng này Ừ. nói chung là nó cũng ok. Cái thứ nhất là cái đèn nó cũng tạo cho mình được cái điểm nhấn không à. Tất cả một tông màu đều là off white hết, nhưng mà cái đèn đó nó sáng lên kiểu như cyberpunk á. Kiểu nói chung là nó rất là có điểm nhấn luôn. Đấy. Tôi thấy có điều gì đó kỳ lạ đây. Tôi cũng thấy rồi, cái điều ông thấy rồi. Cái Cái thùng máy CPU PlayStation đâu? đâu? Cái thùng Ủa, CPU cái đâu? PC đâu À nữa? đây. Ê, hình như là chưa xong hay sao ấy. Ừ, cái này chưa xong hay sao ấy.
bấm tiếp xem. Ui, xong rồi. Có tiết rơi luôn kìa. Xong rồi kìa. Xong rồi. Okay, xong rồi. Hơ, mình đổ qua quả đây, phòng kia lại, luôn đi. Quay lại đây. Đấy, không có cục PC này. Gì vậy? Ờ, cục PC đâu rồi nhỉ? Chắc là, chắc là để bên tay trái và bị che rồi đấy. Thế. Okay, man. Thằng fan cẩn nói phòng này cho FA rồi đó, không dừng đến. Phòng này đéo thể nào mà cho người có người yêu được. Ừ đúng rồi, hợp lý vậy. Hợp lý. Ồ cho FA rồi. Nhưng mà vẫn có thể mà. Có một cái gối như này. Một cái gối thôi. Đỉnh. Mình có thể thay thế mà, ơ kìa. Biết đâu được cái giường đó là cái giường gọi là giường gấp thì sao, nó có thể bục ra một phát thành giường đôi thì sao. Nhưng mà quan trọng là cái không gian không thể nào cho phép nó bục ra thành giường đôi được. Không, nhưng mà người ta nằm, nếu mà người ta có nằm thì người ta sẽ nằm đè lên nhau mà. Cũng đúng. Hơi 18 cộng thôi nhưng mà đúng rồi. Tiếp thôi. Phòng này không có PC nghĩa là không phải là phòng stream rồi. Phòng vô lý vậy đây. Cái gì có nghĩa phòng này này. Phòng này tôi đập như mắt tôi là cái đồ cái màn hình ngoài cửa sổ không à. Má nó vô lý. Ui con mẹ. Màn này đúc cửa sổ lên chứ. Ơ nhưng mà quả này nếu mà đổi cái sàn khác thì đẹp hơn này. Cái màu sàn khác là đẹp hơn này. Để màu trắng cũng được luôn. Ui khoan. Nó chưa trang trí xong hay sao này. Không xong rồi. Nhưng mà biết cái vấn đề không, là cái phòng này nó lấy cái bộ PC nha, với lại cái bộ già, với lại ghế các thứ là lấy tông màu y chang của tôi luôn không à. Thề tôi chơi là nguyên bộ trắng hết, cả màn hình, cả thùng, cả bàn, cả ghế của tôi đều là màu trắng hết ông ơi. Ngoài được mẹ chơi xe tông thế. Má màn hình vải liền thật sự. Thề đéo hiểu để ra ngoài cửa sổ luôn à. Ừ, nhưng mà cái này kiểu setup chưa xong hay sao? Không có cái gì trưng bày hết, để yên gì không có gì hết cả. Nè, đảm bảo cái màn hình ngoài cửa sổ là thế nào cũng bị hư nè. Trời mưa cái là hư luôn. Đúng. Okay. Người ta đóng cửa sổ liên tục rồi sao? Ta không mở rồi sao? Rỉ nước không? Có rỉ nước. Rỉ thì rỉ ở dưới thôi chứ. Rỉ trên. Hey. Ôi, mà này nếu mà cái phòng này ấy, thì xem như tôi thấy thì nó kiểu nó quay mặt vô bên tường bên góc phải á, cái chỗ cái kệ ấy, mình quay vô đấy, xong một cái giường mình để ra phía cửa sổ này nè, dưới cửa sổ này này hợp lý hơn nếu mà nó xếp như thế. Đúng rồi hợp lý đấy. Ý là cái giường thì nằm ngay cái cửa với lại cửa sổ đúng không, để vô chỗ đúng cái rồi. Bàn bồ bị si bây giờ, cái bàn ghế bây giờ đấy à, đối lập còn... lại cái gì, xong mà còn cái PC ấy, thì mình một là mình quay vào phía tường của cái đệm này, hai là mình để sát vô cái tường của cái kệ này mình để chỗ khác cũng được. Được đấy, hợp lý. Ôi nhưng mà con màn hình mẹ cong vòng luôn, cong veo luôn, quay mỗi lần quay để nhìn thông tin thôi là bị sáng qua hàm luôn mà. Nó phải 180 độ luôn mà. Quay đúng 180 độ luôn. Đúng. Ai đâu để kệ phía trên đầu nằm nha. Đúng không? Tao vẫn để bình thường mà. Dậy một phát là không, cục đầu là vỡ đầu đấy. Cũng đúng. Không mà nếu để cao lên tí thì được, để lên cao tí thì được. Cắt bớt 2-3 khung ở dưới thôi, 2 khung thôi, cắt bớt 2 khung dưới là được. Thôi, phòng này tôi nghĩ là chỉ có 7 điểm thôi, má nhìn mày nghìn quái quá. Tôi thì cho nó tầm 7 điểm rưỡi. Tôi cũng cho tầm 7 rưỡi bạn à. Phòng này không có phim, ở phòng chơi game PlayStation thôi á. Đúng rồi, phòng này chỉ chơi game PlayStation thôi. 10 điểm. Còn 10 điểm. Cách âm nữa này. 10 điểm. Tinh tế. 10 điểm. Không, để dán cho mút tiêu âm đây. Ừ. Hợp lý. Quả này vừa chơi game anh em vừa hét vừa hò là quay là 10 điểm luôn. Đúng. Còn tác dụng khác nữa không à? Đẹp. Nó còn tác dụng khác nữa nếu mà mình gắm cái Netflix và Netflix chill. Netflix and chill. Overdose hết luôn. Phòng cho cặp đôi á. Nhưng mà hình như là nó bị thiếu chỗ để cái cục PlayStation nhỉ? Không, nhưng mà nếu mà thiết kế lại thì tôi nghĩ là nó cũng tạm ổn đi. Nếu mà thiết kế lại thì nó cho thêm vô tạm ổn đi. Cái phòng này nó chỉ chuyên vô mục đích đó là chơi game và cách âm các thứ gì. Đúng nó chơi game mà có phim gì đó thôi. Okay. Nói chung là giống như là rạp bốc vậy. Đúng rồi. Ui 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 nhìn nó ảo thế nhờ.
Cái này đúng nghĩa là editor luôn à. Ui. Mẹ nhưng mà quả cây để đấy là dễ bị sút phải lắm ấy nha. Với lại nó hơi ảo nhá, mẹ dây câu ra tới ngoài kia. Dây câu hơi ảo rồi. Quả này câu chắc là luồn dây ngầm đường quá. Ê, không, có thêm cái bất hợp lý nữa là quả giường để đấy thì leo nó khó quá hay cứt. Đúng rồi, mỗi lần leo phải đi hướng này nè. Ừ, đi hướng đấy mà cái phần đấy là nó kênh lên đúng không? Phần đấy là đúng. Nó kênh lên so với giường. Mà lên giường với ghệ hơi mệt. Chọn đấy. Đi đâu cũng hẳn, tôi cắp rất thích những cái giường mà phần nệm của nó kênh lên cao so với lại cái giường mà cái này kiểu làm vậy khó chịu quá. Nhìn nó khó chịu quá. Không, nếu mà làm không hiểu. Thời còn còn tệ hơn cái giường FA hồi nãy nữa không à? Đúng rồi. Không FA mà ghê gì. Đúng rồi, FA mà ghê gọc gì. Nhưng mà ý là nó còn tệ hơn cái giường FA hồi nãy nữa. Nếu đúng mà rồi. FA thì là mẹ cái giường này đéo khác gì đi tù luôn thời. Cái phòng này nhá, riêng nói về cái phần gọi là làm việc thì ok này, nhưng mà cái phần ngủ là không ok lắm nha. Đúng rồi. Anh ngủ là vậy là vãi cứ cua đấy. Phòng này đảm bảo ông nếu mà cho thắng vô làm thì không được. Mẹ nắng vãi liền. Wow. Ừ, ba cửa sổ ạ. Lấy nhiều cửa sổ làm chi? Trời ơi. Lấy ánh sáng tự nhiên không à. Tiết kiệm điện đồ cái thứ đó. Mà không ai lấy ánh sáng mà lấy đập thẳng vô con mắt mình cho mặt trời lên một cái chắc đuôi luôn. Này mới khí lên mới quả rèm nữa. Đúng rồi, không có rèm này. Nhưng mà thấy phía tao xíu sao đâu, mẹ buổi tối tao treo rèm ấy này. Ui, quả đằng sau còn có mấy quả tòa nhà cao tầng bằng kiếng nữa. Nó kiểu giống như là bạn lắp mấy quả đèn pin, mấy quả đèn pha vào ban ngày ấy. Nó chói theo kiểu không phải là chói ánh nắng đâu mà nó chói kiểu lé. Nó để bị thừa, hơi bỏ gẹn không? Cái bàn này để vô lý này. À, cái đấy thì tôi nghĩ là vẫn được thôi, tại vì người ta quay ra người ta để vẽ hoặc là người ta để ghi chép một cái gì đó ở bên bàn đấy cũng được. Ý thắng là cái góc ấy, ý thắng là cái góc quay ấy, thay vì cái góc kia nó đi vô chữ để qua đây góc tường luôn. Ừ đúng rồi thì nó vẽ là cái khúc cái nệm ấy nó sẽ được thoáng ra nhìn có vẻ hợp lý hơn. Đúng thế là... Hay là nó tính khoe cái chữ ạt cho tờ bố ra xong kiểu má mày không mẹ cái góc của tao hơi bị đỉnh nhá, bức tranh rồi nhá. Ạt. Nha, viewer tao nói là phòng này một điểm nhá. Khỏi nói nhiều. Ui. Ui. Phòng này gọi đứng bấm máy tính mọi người ơi, phòng này đứng bấm máy tính. Không, phòng này vừa nằm vừa bấm máy tính. Đấy, cái ghế to ấy cứ luôn cái ghế đấy nằm được luôn mà. Bảo máy lạnh chiếu xuống ở đây thì chắc không cản nhiều nhưng mà cũng cản mớ mớ này. Cái đó là ok ba. Tôi chuyên okay ngành tôi thấy là ok rồi. Ba chụp trắng luôn này. Nhìn tẹp với liền này. Ê nhưng mà cái màu sắc phối của nó nhìn cute nhìn ok đấy. Nhưng mà tôi là bố cục đấy. Không, mẹ âm điện. Đảo quá rồi. Nhiều phòng đường nào á. Ừ, có nhiều phòng có đâm có cửa. Ví dụ mày nghĩ nằm cửa và nằm bên này cũng được này. Thì đang nằm khuất mà đây. Quả là này tôi mà. Nghĩ là không có để giường ở trong này đâu luôn cơ. Để giường muốn nó cấn hết đấy. Không quay chiều nào được. Đúng. Cái giường này để vô trong phòng này không quay ở đâu được hết. Bây giờ tôi nghĩ là để phát đây thì để cái ghế sofa ở đấy thôi. Để áp vô phía bên tường này. Phòng này nhá. Ví dụ bây giờ cái máy lạnh đừng để đây. Máy lạnh đừng để đây. Để máy lạnh đây đi đúng không. Xong bắt cái máy này qua đây. Để cái giường này quay đứng lại quay qua đây này. Thì sẽ dư chỗ. Đúng. Set up không gọi là logic. Đúng cũng đúng. Hợp lý. Cái này để cái phía sau để làm cái background cũng được này. Cái này là nó chiếm không diện tích nhiều này. Collection. Là tuyệt vời luôn. Rồi, phòng này nói chung một điểm luôn, không có chỗ ngồi. Đúng vậy. Trời ơi. Phòng này à. Phòng này thì là chỉ là phòng để ngồi cũng được. Với cái diện tích như vậy thì tôi nghĩ là làm cái phòng này là cũng hợp lý đấy. Nhưng không, mà cái cái bộ PC đâu nhở? Kìa. Không cái PC đâu rồi. Cái cây đâu rồi? Không có dây luôn này, nó điêu với liền này. Không có cây luôn ảo đấy. Nhưng mà nhiều khi cũng có cái mấy cái bộ PC all in one nhé, coi như cái này chấp nhận được đi. All in one à? Là trong màn hình là nó có tích hợp chip các thứ đồ luôn đi. Nhiều khi cái đấy là đấy. Kiểu cái màn hình để xem phim hay sao đúng không? Cũng đúng. Giờ cũng không hợp lý nó connect lắm. Với lại cái điện thoại là được rồi.
Thôi, nói chung là tạm chấp nhận đi. Tạm rồi bây giờ, nhưng mà có điều gì bất hợp lý không ta? Cột thế nào? Không, cái bàn ấy, cái bàn đáng lẽ là phải đối diện với cái ghế. Tại vì nếu mà để cái đó thì mất mẹ khúc diện tích góc bên ghế rồi. Kê trên sao? Đúng không? Hay gì cái bàn á? Đúng. Phải làm đối diện đúng không? Quay đối diện ghế thì cái bàn đó ông có thể để được cái tivi nữa. À, phòng này tạm thôi thắng à. Phòng này ít đồ quá cũng để biết nói gì nhiều. Không có gì nhiều để nói chứ. À, con game này cuốn quá ông ơi. Ui. Ui. Ơi. Ui. Ui, nó cũng không có ghế ngồi này. Không, phòng này tại vì sao không có ghế ngồi? Thứ nhất ấy, là phòng này là của producer. Producer là phải đứng hả? Producer là phải đứng hả? Không. Không phải, kiểu người ta. Ừ, nói chung là cũng không có ghế thì trừ đi, nhưng mà đôi khi producer người ta đứng dậy đó, người ta chiêu chiêu theo nhạc không à. Đúng. Nói chung mà chỉ là không có ghế chứ mọi thứ là ok rồi đấy. Mọi thứ là ok. Hợp lý đấy, bố cục hợp lý đấy, chỉ cần có thêm ghế nữa là hết bài luôn. Đúng. Tại vì ông nghĩ đi, cái bàn vô cái góc đó luôn rồi. Góc đó dường như là gọi là góc âm rồi. Rồi cái tủ cũng là góc âm nữa, mà cái giường nó lại cũng là góc góc cũng còn gần như là âm nữa. Nó cả có khả khoảng trống đằng trước để cho anh em mình gọi là tới tụ họp anh em mình trill đồ đó. Đâu. Không bị vướng luôn. Nhưng mà các vẫn không biết là cái bộ PC sẽ để đâu nhá. Nhưng mà quan trọng là nếu mà bây giờ để bộ PC vào trong cái góc đấy, chắc chắn nó sẽ bị lệch về một bên. Đúng rồi, thì chấp nhận phải là chấp nhận phải lệch không à. Mình đục cái tường phim lão anh. Nhưng mà được cái nó đục ơi. Đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Hả? Vô cái live stream của anh đi. Để nóc nhà. Thôi nói chung là phòng này ok, nhưng mà thiếu ghế. Đúng. 9 điểm. Dạ, 9 điểm. 10 điểm. Ui. Go back. Few minutes. Chiêu phết này. Phòng này cũng chiêu đấy. Mẹ ơi, cái màn hình hơi lú nha. Cái màn hình hơi nặng nha. Mà phòng này cảm giác hơi bị bắt đấy. Nó đã bị nhỏ quá. Không, tại vì người diện tích người ta chỉ thế, người ta sẽ úp vào thế này không? Nặng đấy. Bí gì mà bí, có cửa sổ mở được mà. Thở không khí. Đúng. Nãy còn nhiều phòng còn nhỏ thế này. À, hình vuông chứ. Nó bị mất cái khung cửa kia. Nói chung là phòng này là gọi là được đấy. Nhưng mà cái màn hình này thì Cát nghĩ là mọi người sẽ khó nhìn nhỉ. Hoặc là một số người thiết kế quen này thì thật ra thì Cát cũng nhìn thấy có một số căn phòng người ta sẽ đúc màn hình như vậy rồi, để hai cái ở trên dưới. Được, thiết kế gì là bình thường mà, tại cái màn hình nó cho quay vậy. Nhưng mà để nó đối diện nhau thì à, sao? Nó tiếp nó nhau, nhau nó dài nhau lắm. Đúng. Nó dài. À. Cũng hợp lý. Cái không hợp lý ở đây nhất là cái bàn để cái đèn kia. Có con người mới lại cái loa để chỗ đấy nó đi vào phang phải là vỡ hết. Cái vẫn cây cái cây đèn. Ừ, không, thật ra thì để cái bàn ngay chỗ đấy là bất hợp lý rồi, đi là đá là khi đổ cả cái bàn luôn chứ không phải đổ mỗi cái đèn không đâu. Đèn nhá, góc cái góc cửa. Cái góc làm việc này. Nếu cửa ở đây đi, để cái này chỗ đây hợp lý này. Đúng, còn nếu mà cửa bên bên chỗ bên này á thì ngược lại bên này. Nếu mà cái cửa bên bên kia, ý là tôi nói là cái cửa kế bên cái sofa. Kế bên cái bàn luôn. Ừ đúng rồi, kế bên cái bàn á. Đúng rồi, kế bên cái bàn á. Hợp lý. Cái thùng máy nhìn cái thùng máy khó chịu quá, phải chỉ đặt được. Cái bàn này nói chung là cái bộ setup rồi tôi thấy là ok rồi đấy, hợp lý rồi đấy. Có đèn là không thích thôi. Mà cửa sổ nhiều quá, nắng nắng lắm luôn. Thôi. Tôi ghét nhiều cửa sổ lắm. Thà mình ấy hết đi xong mình trang trí vô có đẹp hơn không? Nhưng mà phòng này không máy lạnh thì chắc phải để cửa sổ cho nó mát. Phòng như vậy mà không máy lạnh mẹ hơi bị oi đấy ông à. Hôm nào trời mưa quá đắp cửa sổ ấy, nước nó vào 35 độ. Là hư PC luôn. Ê, nhưng mà tôi nói với ông nghe nha. Cái trong phòng này nè mà để máy lạnh thì cũng cực ấy. Ví dụ mà để phía trước nó phà vô mặt này không xong nè. Để bên này nó phà vô lưng cũng mệt. Không, tôi nghĩ là ngay cái bức tường mà nè. Tôi nghĩ là cái bức tường ngay bên này nè. Cái bức tường mà nó không có làm bên này nè. Ừ, nó sẽ để máy lạnh bên đấy. Đẩy qua đây hợp lý đúng không? Đúng rồi. Ngồi bấm máy tính thì thôi chứ nằm đây là mệt rồi. Đúng rồi.
Thôi à, tạm thời bỏ qua cái vụ máy lạnh đi. Ok. Bật quạt gió đi. Ở chuyên môn của tôi là máy lạnh mà. Không phải góp ý tư vấn đi. Tôi để tôi tư vấn cho chứ. Phong ơi, Phong để Phong cho con nít chơi à? Ai là để đọc sách à? Phong, Phong đọc sách. Đúng rồi. Phong đọc sách. Rồi. Nhưng mà nói chung là phòng đọc sách chữ V á anh. Gọi là nó có một cái bàn hình chữ V đưa là ok rồi. Không quá. Cái bàn hình chữ V là như thế nào ấy? Đâu? Bàn như đây nè. Đó là cái ghế mà. Nhưng mà nếu mà bàn với thì mình đâu còn chỗ để ngồi đâu em. Rồi mày để máy tính đó rồi mày ngồi sao? Ủa cái là quay cái bàn á. Anh nhét thêm cái ghế vô. Ừ, là sao? Cái bàn hay cái ghế? Cái này tôi nhìn nó cái giống ghế mà. Cái ghế mà. Ý là cái ghế đúng không? Dạ anh thay cái ghế thành cái bàn chữ V xong thêm cái ghế nhỏ hơn để anh ngồi. À ý ông nói là nếu mà để cái bàn vô đó thì ngồi sao hả? Nhưng mà cái bàn chữ V thì nhìn vậy chứ cái chỗ này nó bé tí hả em ạ? Em để bàn chữ V thì cũng như em để hình bàn hình tam giác ở đấy thôi. Không khác gì quay, luôn. Mà bây giờ em mới phát hiện là cái đèn nhìn ảo quá nè. Không, cái đèn kia nó nhìn nó cao quá. Không, đúng mà cái đọc sách người ta hay để đèn như vậy đấy em. Chiếu vô sách chứ không chiếu đâu vậy. Nhưng mà cây đèn này nó bị cáo. Không, phòng đọc sách này ổn rồi. Chỉ có điều là phòng đọc sách nên không có laptop, hiểu không? Chưa thấy chứ mà chắc, không có. Cái laptop này chắc là người ta mang theo, người ta cho lúc đọc sách người ta bấm thôi. Hoặc là check email, check tin nhắn gì đó thật thôi. Thật ra là lúc đang qua máy tính xong cái thấy game cái đứng ra đây chụp hình này để máy laptop như này. Đúng rồi. Thế không mong mà em ạ, phòng đọc sách thì cái đèn nó cao như vậy thật chứ không phải như Việt Nam mình là cái đèn để bàn nó mới thấp thấp để mình đọc sách đâu. Bên nước ngoài nó vậy á. Bên ngoài nó sẽ để đèn cao cao vậy đọc sách. Chứ không có để chỗ chưa thấy gần như mình. Cái thứ mình chưa thấy không là nó sẽ không vậy? Có. Cái cây ném dưới đất vậy. Cây bên dốc, cây bên phía bên phải à. Hả? Bây giờ tính ra thì cũng chẳng có chỗ để mà đoán là không nên để cây luôn, đúng không? Phòng này là không nên để cây vô luôn. Tại vì bây giờ cũng chọn chỗ gì mà để cây cả. Nói chung là đáng lẽ không nên có căn phòng này tại thật ra thì đối với cá thì là cá lại thích có một căn phòng vậy chỉ đọc sách thôi thì được. Nhưng mà chắc là cách vô cách đọc sách hay là cách bấm điện thoại. Bây giờ anh cách nhìn cái tủ phía bên phải anh cách. Cách đọc sách nhưng mà làm cách cửa sổ mà nó cùng với anh không đúng. Cái hợp lý là đi mẹ làm cái cửa sổ sau cái tủ. À hoạch thấy. À đúng rồi. Quay cái liền. Thôi thật ra là làm rồi ấy xong rồi mới nhớ là cần đợi để đặt tủ hiểu không? Đúng rồi. Mà cộng thêm cái cửa sổ bên đây trái nữa. Mẹ nó chay che hết cửa sổ rồi. Đúng rồi. Thì thà không làm cửa sổ cho rồi đi, làm xong. Này nghiệm thu chắc tôi lấy lại tiền luôn quá. Đúng rồi. Thôi mình bỏ qua đi nhờ. Ok nhá. Tiếp theo nhờ. Hình như hết rồi. Hết rồi. Cái này rồi. Phòng này rồi. Đây rồi.